Chào buổi sáng các ông. Ra gara lái xe cái đã. Ồ, tôi nhớ là chiếc Lambo mà ta. Ông trời sắp đặt rồi anh em ạ. Trước khi vào vấn đề chính thì tôi phải thử thông số của chiếc xe cái đã. Tốc độ. Nói chung là cũng nhanh đấy. Nicho. Tương đương với siêu xe đấy. Tăng tốc. Chào mừng anh em tới với buổi đại chiến. Đây là 10 chiếc xe thường, liệu nó có vượt qua nổi hay không? Ồ, sao easy thế nha. Tính ra là 5 chiếc này cũng dễ anh em à. Còn 5 chiếc cuối nữa. Ồ, cũng dễ. Nói chung là kèo này hơi dễ anh em. Còn đây là 20 chiếc. Tung vô thì nó bị chệch đường anh em ạ, nên là tung liên tiếp sẽ không được. Tôi quyết định chạy chậm lại. Chạy chậm có vẻ ổn. Nice. Còn đây là 40 chiếc xe thường. Nói chung là khó tung thẳng anh em à. Nhưng mà tôi quyết định làm cho bằng được. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. Đây là 40 chiếc xe thường vượt qua ông khá là dễ dàng. Còn đây là một chiếc Tesla. Tôi nghĩ kèo này sẽ căng đây. Còn đây là 20 chiếc Tesla. Qua được đúng 2 chiếc luôn. Wow. Sau đó là tôi thử hút đít xe coi ra sao anh em ạ. Kết quả thì không khả quan mấy. Monster truck. Tại bánh nó quá to đấy anh em ạ, nên là tôi đi xuyên qua luôn. Big truck. Xuyên qua thì dễ, nhưng mà khi mà tung trúng cái bánh thì khó lắm đấy anh em ạ. Tăng. Nâng lên cũng được đấy, nhưng mà 20 chiếc xe tăng thì sao?
Nope. Nope. Nói chung là có cố gắng hớt đổ được 3 chiếc anh em. Máy bay. Nó cũng không nhúc nhích gì mấy. Còn đây là 20 chiếc máy bay. What the hell? Never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas.